Bây giờ ví dụ Nhật Bản và Trung Quốc, Nam Triều Tiên các thứ, người ta quan hệ với nhau tốt, người ta bắt tay nhau làm ăn. Đấy. Thì bây giờ ví dụ thỉnh thoảng các bạn đều thấy, ví dụ thỉnh thoảng có thủ tướng Nhật Bản chẳng hạn đến thăm cái đền di tích chiến tranh ấy, thì cả Trung Quốc, Nam Triều Tiên, Nam Hàn với Bắc Triều Tiên đều lên tiếng phản đối cái chuyến thăm cái đền di tích chiến tranh ấy, của cái lãnh đạo của Nhật Bản. Người ta phản đối rất kịch liệt. Chứ còn bây giờ ví dụ như mấy nước đó người ta vẫn bắt tay nhau người ta làm ăn. Cái thù hận người ta bỏ lại. Đấy. Tôi nói các bạn đấy là trên cái bình diện thế giới. Còn ở Việt Nam ta. À còn trên thế giới nữa, bây giờ tôi nói với các bạn là Mỹ. Trước khi kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ hai, bỏ hai quả bom nguyên tử xuống đất nước Nhật Bản, gây ra coi như là chết chóc cho nhân dân ở hai cái khu như, ở cái hai cái vùng như Nhật Bản đó. Và cái di chứng của những quả bom nguyên tử hiện nay vẫn cứ còn. Nhưng sau khi kết thúc cái chiến tranh đó thì Nhật Bản và Mỹ hiện nay là đồng minh rất thân cận với nhau. Còn ở Việt Nam ta, Pháp đô hộ Việt Nam 100 năm. Sau đó đến Nhật, rồi đến đế quốc Mỹ 20 năm trời. Đấy. Thì bây giờ ví dụ là thôi mình cũng quên những cái cuộc chiến đấy đi. Mình vẫn bắt tay với Pháp, coi nước Pháp là bạn của mình và mình bắt tay với Pháp để mà làm ăn. Đối với Nhật Bản cũng thế, cũng bắt tay làm ăn rất tốt cho Nhật Bản. Và hiện nay Nhật Bản là một đất nước đầu tư rất lớn vào Việt Nam, và kể cả nhân dân và những người lãnh đạo Nhật Bản cũng rất quý trọng Đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam. Cái đầu tư của Nhật Bản hiện nay đầu tư vào Việt Nam rất lớn. Nam Triều Tiên ngày xưa theo chân Mỹ đã đưa cái quân sang Việt Nam đánh thuê cho Mỹ, cũng gây biết bao nhiêu tội ác đối với những người dân Việt Nam. Nhưng bây giờ Nam Triều Tiên đối với lại Việt Nam quan hệ hai nước rất là tốt. Đầu tư của Nam Triều Tiên như tất cả các bạn cũng đã biết hiện nay vào Việt Nam cũng đứng hàng thứ nhất, thứ hai so với tất cả các nước. Cho nên cái bọn mà chống cộng cực đoan, bây giờ tôi với nó quay lại nói về vấn đề Trung Quốc. Cái bọn chống cộng cực đoan lúc nào chúng nó cũng muốn coi như là khơi gợi lại cái 1.000 năm xa xửa xa xa xưa rồi, Trung Quốc đô hộ Việt Nam. Nhưng bây giờ ví dụ như 1.000 năm đó thì Trung Quốc rồi, Vi Nguyễn hiện nay chưa có camera, bạn muốn lên thì bạn thoát ra vào lại đúng không? 1.000 năm đó thì vẫn đâu có đồng hóa được cái người Việt Nam đâu. Cái tính cách của người Việt Nam hiện nay thì nó vẫn khác người Trung Quốc rất nhiều. Tuy nhiên mình là một đất nhỏ nằm ở cạnh một đất nước lớn có nền văn hóa là lâu đời, thì hoặc là người ta cũng đô hộ mình 1.000 năm thì nói chung mình cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Đấy. Rồi chúng nó bắt đầu moi ra cái cuộc chiến năm 1979 đúng không? Hơn một tháng lớn khoảng 10 năm ở một số điểm cao ở biên giới Hà Giang có những trận đánh chiếm những điểm cao đó. Nhưng mà năm 1990 mà khi Việt Nam và Trung Quốc đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao giao lại, thì nói chung là cái quan hệ bây giờ mình phải, cái quan hệ Việt Nam và Trung Quốc từ bấy giờ nói chung theo tôi nghĩ là rất tốt. Đấy. Nói chung là nhân dân Việt Nam, chính phủ Việt Nam vì cái hòa bình ổn định và phát triển kinh tế đối Việt Nam thì mình nên quên những cái hận thù ấy. Đúng không? Con người ta lúc nào cũng để trong đầu cái sự hận thù, thì nói chung là sống ở cái bình diện mọi người thôi,
Con người thì yêu nhau thì sống không thanh thản, nghĩa là một quốc gia, đúng không? Cho nên là tôi cũng nói một số lần rồi, tổng kết lại cuối cùng là như thế này: không có một kẻ thù nào là kẻ thù vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn thôi. Đấy. Cho nên bọn chống cộng cực đoan lúc nào nó cũng coi như là chọc ngoáy vào đất nước Việt Nam. Nó muốn coi như là những người dân Việt Nam thù hằn với những người dân Trung Quốc. Chính phủ Việt Nam phải coi như là thù hằn với chính phủ Trung Quốc. Rồi là cái chuyện bang giao với Việt Nam và Trung Quốc càng xấu đi thì chúng nó càng sướng. Yeah. Thì chúng nó chỉ muốn cái mục đích cuối cùng, tôi nói với tất cả các bạn, là nó chỉ có muốn đất nước Việt Nam nghèo đi, người dân nghèo đi. Đấy chưa? Do đó, từ đó người dân mới đứng lên chống lại cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, và loại bỏ cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước này đi. Và chúng nó về, chúng nó tức là cuối cùng là thành lập đa đảng để chúng nó kiếm một tí. Đấy. Và mục đấy là cái mục tiêu cuối cùng của chúng nó. Nhưng mà cái mục tiêu của chúng nó không, và mãi mãi, theo tôi nghĩ là mãi mãi không bao giờ đạt được. Đấy. Cái vận mệnh đất nước Việt Nam hiện nay do những con người Việt Nam quyết định. Và tôi thấy cái Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm, hiện nay làm rất tốt cái công việc của mình từ khi thành lập đến bây giờ. Đúng không? Có hai nhiệm vụ duy nhất mà nhân dân đất nước nào người ta ở trên thế giới này. Vâng, được anh Hoàng Viễn Linh, anh thoát ra anh vào lại, anh chưa có camera. Đảng Việt Nam đều làm được cho những người dân Việt Nam, mà tất cả những người dân Việt Nam, người dân ở trên đất nước nào đều cũng mong muốn cả. Thứ nhất là đất nước phải được độc lập thống nhất, Bắc Nam liền một giải. Bây giờ tôi nói, và cái kinh tế của đất nước đó càng ngày càng phát triển, càng đi lên, thì theo tôi nghĩ là hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm rất tốt những cái nhiệm vụ của mình. Đất nước Việt Nam, tôi nói với các bạn, chỉ có phát triển từ năm 2000 đến nay thôi. Năm 1995, đấy, Mỹ và một số nước khác mới bỏ cấm vận đối với Việt Nam, vì coi như là người ta chưa hiểu về đất nước Việt Nam, vì người ta nói là đất nước Việt Nam đã coi xâm lược Campuchia. Thì mãi sau thì người ta mới bỏ cấm vận năm 1995. Thì lấy năm 1998 thì mới các hiệp định nọ kia, tất cả các thứ mới được ký kết, và đất nước Việt Nam mới phát triển bắt đầu từ năm 2000. Các bạn ở Việt Nam, các bạn đều biết hết, tính đến nay mới được 18 năm. Thì các bạn thấy cái tốc độ phát triển về kinh tế như thế này, theo tôi nghĩ là cũng rất tốt rồi. Còn các mặt tồn tại trong xã hội thì tôi thấy từ năm 2000 đến nay, giờ các bạn khi ngước lại cứ khoảng 5-10 năm nhé, đến bây giờ các bạn thấy những cái tồn tại của xã hội thì nó tiến triển theo một cái tốc độ theo tôi nghĩ là rất là nhanh về tất cả các mặt, về cái xã hội, về vấn đề tồn tại trong xã hội, tôi thấy là cũng là rất là tốt. Cái vấn đề nữa là vấn đề tham ô tham nhũng ở một cái đất nước phát triển, quy luật là có rất nhiều. Vì như này, con người sinh ra, bạn tôi và tất cả các bạn đã là con người sinh ra đều có lòng tham, mình phải công nhận một điều đó. Nhưng ví dụ như khi mà đất nước ví dụ phát triển, cái pháp luật càng ngày người ta càng nghiêm minh lên, càng ngày người ta càng chặt chẽ hơn, nó phù hợp với cái tình hình đất nước, thì những con người ta vì cái luật, vì cái này khác, cái lòng tham bớt lại ra, và cuối cùng trở thành không tham nữa. Đó là cái thói, tức là vì mình sợ cái đó, cuối cùng nó trở thành cái thói quen. Đấy. Cái vấn đề này tôi nói với tất cả các bạn,
các bạn sẽ thấy cái vấn đề. Vâng, có rồi anh. Xã hội, các bạn ấy cứ ngoái nhìn lại 4-5 năm về trước thôi, thì các bạn sẽ thấy. Vâng.